Cảnh quan đẹp nhất, đó chính là thế giới nội tâm của bạn. Thế giới nội tâm của bạn được xây dựng bởi những hành động của bạn, những lời nói của bạn gieo vào tâm trí của những người xung quanh, tạo ra những điều tốt đẹp cho cuộc đời này. Nếu bạn thường xuyên tinh tấn chăm chỉ, gieo trồng những hạt giống từ bi, qua những hành động hỗ trợ tích cực, nâng đỡ những người xung quanh, thể hiện những việc tốt của mình, đóng góp cho cộng đồng, bạn đang xây dựng thế giới nội tâm của mình. Trong những khoảnh khắc tĩnh lặng, chiêm nghiệm nội tâm, nghĩ về những gì đã qua, nghĩ về những người bạn đã từng giúp đỡ vô điều kiện bằng cả tấm chân tình của bạn, bạn sẽ cảm nhận rất rõ ràng dòng chảy năng lượng tình yêu lan tỏa khắp cơ thể của bạn, khiến cơ thể của bạn rất an lạc. Nơi hạnh phúc nhất, bình yên nhất là thế giới nội tâm của bạn khi được xây dựng bởi tấm lòng từ bi cao cả của bạn với chính mình và với tất cả những người xung quanh. Bạn là người kiến tạo ra thế giới quan của mình, thế giới nội tâm của mình. Và khi thế giới nội tâm của bạn tràn đầy năng lượng tích cực, bạn sẽ biểu hiện rất rõ ràng qua khuôn mặt của mình, qua ngôn ngữ cơ thể của mình, tỏa ra lực hấp dẫn từ tính, thu hút những người xung quanh đến với bạn. Bởi vì họ cảm nhận rất rõ ràng, bạn sẵn sàng sử dụng tất cả những nguồn lực bạn có để nâng đỡ và hỗ trợ họ. Từ đó, bạn dễ dàng gặp được tri kỷ của mình, trải nghiệm được tình yêu đích thực trong cuộc đời này. Vô số phước lành đang đến với bạn.